Chúng ta sẽ đi vào cái câu số 1 này. Đề bài yêu cầu là gì? Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để cái phương trình 2 cộng với căn 3 tất cả mũ x cộng với 2 trừ căn 3 tất cả mũ x bằng m có nghiệm. Và các đáp án của chúng ta ở đây, 4 đáp án là 4 khoảng của m và chúng ta phải lựa chọn nó. Chúng ta sẽ cùng phân tích câu hỏi số 1 của dạng toán này nhé. Các em để ý ở đây này. Thì ở đây chúng ta thấy này, 2 cộng căn 3 và 2 trừ căn 3, tích của chúng là bằng 1, đúng không? Đấy, tích của chúng là bằng 1. Áp dụng hàng thức nó sẽ là 4 trừ đi căn 3 tất cả bình phương, vậy nó sẽ là bằng 1. Vậy nếu như các em đặt 2 cộng căn 3 tất cả mũ x là bằng t thì 2 trừ căn 3 tất cả mũ x nó sẽ là 1 chia cho t. Đúng chưa? Đấy, vậy thì chúng ta đã chuyển được một cái biến từ biến x sang biến t rồi. Đấy, sau đó chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán của biến t là xong. Vậy chúng ta sẽ đi giải quyết câu hỏi số 1 như sau. Câu hỏi số 1 thì chúng ta cứ đặt như bình thường. T bằng 2 cộng với căn 3 tất cả mũ x. Được chưa? Nhớ cho thầy, đối với phương trình mũ thì điều kiện của T là gì? T sẽ lớn hơn 0. Phương trình lúc này nó sẽ là bằng gì? Phương trình tương đương với M bằng T cộng với 1 chia cho T. Đấy. Vậy thì bài toán của chúng ta là gì? Tìm M để phương trình M bằng T cộng 1 trên T có nghiệm trên khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng. Nhớ cho thầy nhá. Bài toán nó sẽ trở thành là tìm M này để phương trình M bằng T cộng với 1 chia T có nghiệm, ở đây là có nghiệm trên cái khoảng 0 cho đến dương vô cùng. Thì các em ở đây, các em để ý này, vế bên trái của chúng ta chỉ có nguyên M thôi, còn vế bên phải là cái một cái hàm số nguyên T này. Vậy các em xét cái hàm số bên này, vế bên phải này, là chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán thôi. Đúng chưa? Xét cái hàm số FT sẽ bằng gì? T cộng với 1 chia cho T trên cái khoảng 0 cho đến dương vô cùng. Được chưa? Đọc hàm đi, f phẩy t